Chào mọi người, video hôm nay thì mình sẽ mở hộp và đánh giá so sánh hai chiếc mic đang có mặt trên thị trường. Đây trước tiên thì đây là chiếc hộp của cái mic K088 ha. Kiểu dáng của nó như trong hình luôn. Giờ thì mình sẽ mở trước. Sách hướng dẫn sử dụng, cáp kết nối, cáp sạc. Ở đây là chiếc mic, làm đúng đẹp luôn không? Nó đang kèm viên pin. Alo, chưa có cái volume dặn lớn này nè. Alo. Đây là volume, còn đây là vang này, echo nè. Cái này nó gọn, nó thích hợp những công cụ mình dễ điều chỉnh. Nhìn nó cầm nhỏ nhắn xinh xắn. Rồi bây giờ sẽ mở tới chiếc mic thứ hai đi, rồi chúng ta sẽ cùng đánh giá so sánh ha. Đây là chiếc mic thứ hai, chiếc mic Q7. Nó làm cái hộp chuyên nghiệp không? Nhìn là thích rồi đó. Đây, mic Q7, nó đi kèm với cũng sách hướng dẫn sử dụng, hai cái cáp. Cáp này để đưa tín hiệu âm thanh vô cái mic, và cái cáp này là cáp sạc. Nhìn tổng thể chiếc mic Q7 này thì thấy nó đẹp và cầm rất là đầm, chắc tay. Tất cả đây là những cái phím điều chỉnh của nó, nút nguồn, vang. Cái này là lớn nhỏ. Hai cái này điều chỉnh âm thanh của tiếng mic và tiếng nhạc. Còn hai cái này chưa bọc hết được, nó cũng có điều chỉnh được. Thử cái đi. Alo 1 2. Vang lên nè. Alo 1 2. Đó, thấy không? Thì giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta so sánh hai cái luôn. Thì cái này đánh giá là của riêng bản thân mình thôi ha. Thì mình cảm giác của mình cầm á, hai chiếc mic này đều đẹp giống nhau hết, đều đẹp. Cái độ đẹp thì nó ngang ngửa nhau, chứ không phải gọi giống nhau thì nó cũng không đúng nữa. Nhưng mà đối với chiếc mic Q7 này á, mic bên tay phải mình cầm này nè, đây là mic Q7, thì nó cho cái cảm giác chuyên nghiệp mà nó thuận con mắt mình hơn. Còn cái chiếc mic này nhìn nó khá là lạ quái, không? Cầm tự nhiên, nó có cái loa ở trên tay này, nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà thực tế cầm nó rất là đẹp, cũng đẹp, cũng sang lắm. Mà cái Q7 này nó cầm nó thuận, nhìn nó đẹp, nó thuận mắt mình hơn, do mình nhìn quen cái mic từ xưa tới giờ nó như vậy rồi ha. Bây giờ cầm cái mic này thấy nó hơi lạ chút xíu. Còn về cái giao diện điều khiển của nó thì cái này nó hơi rối hơn nè, tại vì này nó điều chỉnh, cái Q7 nó điều chỉnh được nhiều hơn. Còn riêng cái mic 088 này thì nó chỉ điều chỉnh được độ lớn nhỏ của tiếng mic và cái độ vang của mic thôi. Còn riêng về phần nhạc thì cái 088 này nó không điều chỉnh được. Còn đây cái mic này nó có thể điều chỉnh được tiếng nhạc lớn nhỏ luôn nè, cái Q7 này. Còn một điều nữa đó, thì cái mic Q7 này nó tích hợp cái viên pin đó, chúng ta không thể thay thế. Còn cái 088 nó có cái lỗ để chúng ta gắn pin nè, có thể tháo rời viên pin. Cái trường hợp mà chúng ta hát hết pin đó, chúng ta có thể dùng một pin dự trữ, pin dự phòng đó, chúng ta có thể thay thế vô thôi, không phải cần phải chờ sạc lại. Còn cái mic Q7 này chúng ta phải cần chờ sạc lại nữa ha. Thì cái bất tiện của Q7 là nó nằm ở chỗ đó. Rồi thì đó là những cái ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm của hai cái mic này. Cái Q7 nó cầm nó đầm tay hơn rất là nhiều, cái này nó cầm nó nhẹ nè. Và để đánh giá cái phần âm thanh đó, thì chúng ta phải cần kết nối thử, hát thử rồi chúng ta mới biết được. Bây giờ mình sẽ kết nối thử. Trước tiên mình sẽ kết nối cái mic 088 này ha. Đây, cái mic 088 chúng ta đã kết nối Bluetooth với lại cái điện thoại rồi. Giờ bật cái phần mềm nào đó để nó phát nhạc lên thôi. Thường này karaoke chúng ta có thể tải những cái phần mềm karaoke, nếu không chúng ta có thể lên trực tiếp trên YouTube để chúng ta hát. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa karaoke thôi. Trước tiên chúng ta bắt ha, để nghe thử cái tiếng nhạc nó thôi. Cái này chúng ta chỉnh á, chỉ chỉnh được cái tiếng lớn nhỏ của mic thôi, không chỉnh được tiếng nhạc này. Alo, 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 alo. Nhỏ rồi. Lớn alo, 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 alo. Mình sẽ hát thử ha. Em về bên ai anh niềm đau bắt đầu. Yêu trong bao lâu bây giờ nghe đáng sầu. Chỉ riêng em thôi mang một tình yêu kết thúc, còn lòng anh vẫn nhớ mong từng ngày. Bắt đầu và kết thúc nụ cười nước mắt, có lẽ anh sẽ buồn đến không nụ cười trao em, bởi chính em dành chọn cho anh những lời chua cay nghe xót xa. Luôn bên nhau bây giờ có những gì lúc đón tim em quên ngày ta bắt đầu. Không em tôi ơi những lời yêu đắng buồn để làm em phải đôi thay từ lâu. Chắc rằng người ấy mơ và người ấy nói, nhưng chính em cũng đã nói có một mình anh thôi. Rồi em quên đi bao yêu thương vội chia ly tôi mãi thay. Có vì một chữ yêu, vì một chữ yêu đã đáp trăm điều. Nếu tình càng đắm đuối rồi ngày kết thúc nên xót xa nhiều. Em đi qua anh để lòng tim than vỡ, và lời hứa như bong mưa. Bắt đầu tình đắm đuối ngày nào cũng tha thương nhớ thương em. Thế rồi ngày kết thúc càng lòng chẳng nhớ nên chết sâu thẳm. Yêu thương mong manh hơn gần lắm anh ơi, đừng vội mãi tôi gian trá thật ngàn. Nửa bài thôi, nửa bài hát với cái mic này, nửa bài hát với cái mic này. Nói chung thì nhận xét sơ thì cái mic này á, nó chỉ có một loa, còn cái mic này nó lại có hai loa này. Có thể độ lớn cái mic này nó sẽ lớn hơn cái mic này, nhưng mà về cái độ thanh này hay hai cái mic này nó cũng tương tự như nhau thôi ha. Tùy mỗi người thích hát cái độ vang nó nhiều hay ít. Đối với mình thì mình lại thích hát cái độ vang nó vừa phải thôi, đừng có nhiều quá nó giống như là karaoke kiểu ngày xưa vậy đó, bắt lên thấy echo là đẩy mát thôi, càng vang rần rần vậy càng thích. Mấy bà cụ ngày xưa hay hát kiểu đó mà qua rồi cái thời đó rồi, bây giờ mình hát mình nghe vừa phải thôi, nó vừa vang là nó hay rồi, chứ đừng để nó vang quá nó mất hay. Bây giờ sẽ tiếp tục mở cái mic này lên kết nối với điện thoại chúng ta ha. giờ cái mic chúng ta đã được kết nối với điện thoại rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đẩy cái vang lên xíu. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo, alo. Cầm cái này hát thì thấy nó có vẻ nó bình thường hơn. Riêng cảm giác của bản thân mình thôi, không biết mọi người sao. Cầm này thấy thích hơn, chút xíu. Ok, đó thì khi mà mình hát rồi đó thì mọi người cứ nghe tự đánh giá thử coi cái nào nó nghe nó dễ nghe hơn, nó thích hơn. Và tiếp tục thì mình sẽ nói tới cái điều mà mọi người đang quan tâm, đó chính là mức giá của hai cái mic này. Hai cái mic này ở trên thị trường đó, thì giá bây giờ của nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Cái mic mà hiện bây giờ 088 này á, giá thị trường á, nó đang nằm ở giá khoảng là 580-590 đó, nhưng mà mình đang giá bán ở cái giá là 550 cái mic này. Còn cái mic này á, thì thị trường á, nó khoảng 1.800.000-1.900.000, nhưng mà mình hiện đang bán với cái giá 1.200.000 đó. Thì do nó chênh lệch nhiều như vậy á, thì khi mà các bạn cầm hai cái mic lên thì sẽ cảm giác được thôi. Tại cái hệ thống loa của cái mic này, thứ nhất là nó hai cái loa âm thanh nó cũng sẽ khác cái mic này, rồi cái hệ thống điều chỉnh ở đây nó cũng phức tạp hơn cái mic này. Cái mic này thì nó làm cho nhỏ gọn tiện lợi thôi, còn cái mic này thì nó đánh giá, nó đánh sâu vô ngay cái độ chuyên nghiệp hơn đó. Thì nhìn là cầm nó thích rồi thì cái giá này nó khá cao, còn cái này thì nó bình dân hơn chút xíu, nên tùy thôi. Các bạn có thể thích thì mua đầu tư để chơi nó, cuộc sống mà mình thích làm gì thì làm, khả năng của mình cho phép nữa. Cái này vẫn hát được, hát cũng hay, Cái này hát cũng hay, nhìn nó lại đẹp nữa đó, nó chuyên nghiệp nữa, nó chỉnh nhiều cái hơn, cầm trên tay thích hơn, và buồn buồn có thể mang ra hát. Bạn nào thích tập hát, đam mê ca hát thì tập cái này, nó tốt. Mình thấy là nó hay, hợp lý, không cần phải đầu tư những cái dàn âm thanh phức tạp, cồng kềnh, mỗi lần hát phải bật cái này bật cái kia, chỉnh cái này chỉnh cái nọ. Giờ này gần hát rút ra kết nối điện thoại dứt vậy thôi, buồn buồn lấy ra một mình hát cũng được. Thì cái bài đánh giá chi tiết của mình như thế thôi đó. Mọi người nhìn sơ cái mic lại nữa. Rồi video chúng ta tới đây thì hết rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi. Mình thích những cái món này thì mình sẽ làm đánh giá cho mọi người xem thôi, nhưng mà cũng không phải là đi sâu vô cái con đường để đánh giá sản phẩm nữa. Bạn nào mà có theo dõi trang cá nhân của mình trên Facebook đó, thì sẽ biết mình hay leo lên đó hát hò lắm, thích hát lắm. Nên mỗi lần mà kêu live stream là không có ai, live stream mà thấy chữ mà để hát hò là thấy không có ai hết rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chào mọi người.